Có hy vọng rằng Kylian Mbappé sẽ có quyết định tương tự với Jadon Bellingham khi đang ở thời điểm chuyển động trên thị trường chuyển nhượng. Theo ông Otero, một thành viên của ban lãnh đạo Real Madrid, rất nhiều đội bóng đã theo đuổi Kylian Mbappé, nhưng cuối cùng, như trường hợp của Jadon Bellingham, anh hy vọng Mbappé sẽ chỉ muốn đến Real Madrid. Jadon Bellingham đã trở thành một trong những tân binh đắt giá nhất của Real trong mùa hè 2023, với một hợp đồng trị giá 142 triệu đô la Mỹ, trong đó có 110 triệu đô la Mỹ là phần cố định từ Borussia Dortmund. Sau khi gia nhập câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha, Jadon Bellingham người Anh đã nhanh chóng tỏa sáng trong vai trò số 10, ghi 10 bàn thắng trong 10 trận đấu trên mọi đấu trường từ đầu mùa. Ông Otero tin rằng Kylian Mbappé cũng sẽ có màn trình diễn ấn tượng và đặt lên một tầm cao mới trong sự nghiệp của mình nếu anh gia nhập Real Madrid. Ông Otero nói, tôi tin chắc rằng Mbappé sẽ gia nhập Real Madrid và cậu ấy sẽ giành nhiều danh hiệu với câu lạc bộ này, bởi vì những cầu thủ như Mbappé đã được sinh ra để thi đấu tại sân Bernabeu. Mùa hè năm nay, Paris Saint-Germain, PSG, đã trải qua những biến động lớn khi phải chia tay loạt ngôi sao nổi tiếng như Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar, Mauro Icardi, Marco Verratti, Leandro Paredes và tân binh đến từ 10 nguồn khác nhau. Cùng với việc sa thải huấn luyện viên Christopher Galtier và bổ nhiệm cựu huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha và Barca Luis Enrique, PSG đang trải qua một giai đoạn thách thức. Enrique Otero, một thành viên của ban lãnh đạo Real Madrid, tin rằng PSG đã mất đi nhiều ngôi sao và trở nên yếu đuối hơn so với những mùa giải trước đây, trong khi Real Madrid vẫn giữ vững sự mạnh mẽ với một đội hình giàu tiềm năng và đang đảm bảo kết quả tốt. Theo Otero, anh tin rằng Kylian Mbappé sẽ gia nhập Real Madrid sau khi hợp đồng với PSG hết hạn vào năm 2024. Ông lý giải rằng điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra và rằng Mbappé sẽ đạt được nhiều thành công tại Real Madrid, có thể bao gồm cả việc giành chức vô địch Champions League trong tương lai. Điều này không phải là lần đầu tiên mà Real Madrid đã thể hiện sự quan tâm đối với Kylian Mbappé khi anh còn giữ hợp đồng với PSG. Vào mùa hè năm 2021, khi hợp đồng của Mbappé chỉ còn một năm, Real Madrid đã sẵn sàng trả hơn 200 triệu đô la Mỹ để chiêu mộ anh, nhưng đã bị PSG từ chối. Trong thời gian đó, Mbappé có ý định chuyển sang Real Madrid theo dạng tự do vào hè 2022. Nhưng sau đó đã thay đổi quyết định và gia hạn hợp đồng với PSG sau khi nhận được sự khuyên bảo từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các cam kết về quyền lợi tại câu lạc bộ. Theo Otero, quyết định này của Mbappé có thể được xem là một sai lầm và anh có thể hối hận về nó, vì anh đã có thể gia nhập Real Madrid và đạt được nhiều thành công sớm hơn nếu anh không thay đổi quyết định. Mặc dù việc Mbappé thay đổi ý định sau khi đã đạt thỏa thuận miệng với Real để ở lại PSG vào năm 2022 đã gây thất vọng cho chủ tịch Real Florentino Perez, tuy nhiên, Otero khẳng định rằng mối quan hệ giữa Perez và Mbappé vẫn mạnh mẽ và anh tin rằng Mbappé sẽ gia nhập Real Madrid trong tương lai.